kìa. Mày chỉ là một nhân vật phụ yếu đuối không hơn không kém. Đánh nhau với mày chỉ đủ là mất thời gian của tao. Gọi thằng nhân vật chính của chúng mày ra đây. Nhanh lên. Không được. Nhân vật chính bọn ta hiện tại đang thực hiện một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Ta sẽ cầm chân nhà ngươi cho tới khi anh ý hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Giờ thì tiếp chiêu đi. No. Nếu như thằng nhân vật chính của chúng mày không xuất hiện thì tao buộc lòng phải tiêu diệt mày. Vĩnh biệt. Xin lỗi cậy, xem ra ta chỉ có thể cầm chân hắn được tới đây thôi. Việc còn lại, xin phép được giao nốt cho mày. Hy vọng là mày có thể hoàn thành nhiệm vụ kịp thời và tới đây tiêu diệt tên bọn, giải cứu thế giới. Vĩnh biệt mày, bạn thân của mày, Bình. Hả? Là bẩm gì vậy? Nãy giờ mày vẫn chưa ra tay à? Tao độc thoại nội tâm mà. Vãi cả l... Thằng nhân vật phụ này, mày điên rồi. Tao phải lấy mặt mày ngay tức. Yeah. Cây, sao mày lại ở đây? Tao tưởng mày đang làm nhiệm vụ cơ mà. Rất tiếc, tao là nhân vật chính, làm sao có thể bỏ mặt bạn bè được? Hảo nhân vật chính. Mày là nhân vật chính à? Tốt lắm. Lại đây tìm gì với tao chất. Kênh, anh cẩn thận. Hắn mạnh lắm đấy. Mày quên tao là nhân vật chính sao? Trận này phần thắng nằm chắc trong tay tao rồi. Nói ít thôi. Xuất chiêu đi. Yeah. Yeah. Wow. Những đường kiếm của nhân vật chính quả thật là cực kỳ điêu luyện. Trận này chắc chắn là thành phần thắng rồi. Không phải thằng này. Thằng này không phải nhân vật chính. Nó quá yếu. Gọi thằng nhân vật chính thật ra đây. Cái gì? Chuyện gì xảy ra thế này? Thằng cây không phải là nhân vật chính hay sao? Vậy thì là ai? Ai mới là nhân vật chính? Bộ phim này chỉ có 3 nhân vật thôi mà. Thằng kệ đã là nhân vật phản diện rồi. Mà nếu thằng cây không phải nhân vật chính thì không lẽ nào chính là... Tè luôn, nhiều khi mình tè hiểu được. Không còn nhầm lẫn gì nữa rồi. Sự thật luôn luôn ở trước mắt mình mà mình lại không nhìn ra. Mình chính là nhân vật chính của cái bộ phim này. Chẳng qua mình chưa có đủ tự tin để phát huy hết sức mạnh thật sự của một nhân vật chính mà thôi. Hả? Tao vẫn luôn luôn là nhân vật chính của cái bộ phim này. Và khi tao nhận ra điều đó thì sức mạnh thật sự của tao cũng đã được bộc phát. Khá lắm thằng bạn, cuối cùng mày cũng đã nhận ra rồi sao? Khi mà nhân vật chính thực sự xuất hiện thì cũng đã đến lúc bộ phim này kết thúc rồi. Cảm ơn mày đã giúp cho tao đạt được trạng thái cuối cùng. Vĩnh biệt. Yeah! Mày bị điên à? Tao đã bảo mày không phải nhân vật chính mà cứ la vào ấy à? Thằng nhân vật chính thật đâu? Ở đây nào? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Mọi thứ nó quá rõ ràng rồi mà. Tại sao tao không phải là nhân vật chính? Phải cuối cùng nhưng mà
vật chính là ai? Xem ra tao không thể lẩn trốn được nữa. Tao chính là nhân vật chính đây. Giọng nói ở đâu ấy? Là tao đây. Hả? Tao là nhân vật chính. Thằng Huy quay phim. Mày là nhân vật chính á? Mày không nhận ra sao? Sau bao cảnh nổ tung, combat, bay lượn, các thứ các thứ mà tao vẫn sống sót để quay phim chúng mày, đó là bởi vì tao quá mạnh. Xin lỗi đã giấu chúng mày bao lâu nay. Khoan đã. Thế thằng quay phim vào video rồi, thế thì ai đang quay phim? Không quan trọng. Quan trọng là tao phải xử lý tên chủ cuối này trước đã. Cuối cùng thì tao cũng gặp được đối thủ xứng tầm. Chỗ này nghe, ta và ngươi kiếm chỗ khác rộng rãi hơn để tỉ tí đi. Ok, thích thì chiều. Thế bây giờ hai anh em mình làm gì? Thì nhân vật phụ thì giải tán đi chứ còn gì nữa. Ok, sắp hết dịch rồi anh em ơi, hãy cùng nhau subscribe để ủng hộ cho tôi tiếp tục các dự án còn đang dang dở nhá.